Ok, đối thủ là 2184. Khá cao đấy. Ha. Chơi tennis sơn ngầm ít thôi. Dã nốt thì chứ còn gì nữa. 2184 không biết có mắc bẫy không nhỉ? Ăn đây. À, lên mã giữ hậu rồi, không mắc bẫy rồi. Không hề vớ vẩn. Đuổi hẳn hậu luôn. Không về vớ vẩn anh em. Đây mình tránh cho chẳng đưa mãi lên đây. Nhập thành đi. Nhập thành đi. Đen đang không dám nhập thành rồi. Lên. Đấy sao? Chiếu bài. Rồi, mình vừa ăn lại được một tốt. Giờ mình sẽ dâng tốt lên lên tượng. Vì cái xem nào. Đánh với cao thủ này elo cao đấy. Đây thì đen chắc cũng nhìn thấy mình chuẩn bị đẩy tốt này lên rồi. Mà thấy thì thấy cũng làm gì đâu. Đấy, một nước hiển nhiên. Ăn một mã. Ăn một mã. Ăn lên. Rồi, cứ giã đã. Ăn nhiều là thắng. Phương châm của chess thành công là ăn nhiều là thắng. Phần tượng đứng vị trí đẹp thế nhỉ? Đúng, đúng trung tâm luôn. Ở đây thì đen cũng có lẽ cũng ngửi thấy nguy hiểm rồi. Ăn tốt không nhỉ? Ăn tốt đi. Sau đó là tốt này, là tốt này. Chiếu.
Gửi xe. Gửi giữ. Con xe này đang về bí ở đây. Cờ này có nên đổi nốt quân không nhỉ? Mình đang hơn 2 tốt rồi. Cờ tàn kiểu gì cũng thắng. Đổi hậu cũng được. Có lẽ mình sẽ đổi hậu. Đẩy tốt lên nữa. Nước này sai lầm. Chắc chắn là một nước Blunder. Rồi, một chiến thắng. Ok, chúng ta sẽ đến đối thủ khác. Đối thủ này Elo 2152. Mình là 2154. Chơi gambit hậu và không chấp nhận. Nhập thành các nước đánh rất bài bản. Lên tốt đấy. Lên tượng. Đẩy xuống cho nguy hiểm. Đẩy xuống đây thì sao? Vòng mã lên đây. Ăn lên thì sẽ bị mất con mã này. Ra hậu. Ok, mình phải lên hậu để tránh đen đưa mã. Đưa luôn. Một sai lầm của đen. Bây giờ thì có thể hiểu là đen vừa mất không một mã. Đơn giản. Không cần phải giải thích nhiều. Chịu thua luôn chăng? Không thể mà nó tính là một nước blunder của con đen. À như vậy là không chịu thua. Mà đánh một nước còn dốt hơn. Đó là ăn hậu và tốt. Thật không thể tin nổi. Ra xe đuổi hậu. Nhưng chạy thôi. Đuổi mã. Đuổi tượng. Đưa mã lên. Con mã này chả đi đâu được. Ok, mình lên tượng và nhập thành. Về mã đấy. À, nhảy vào đây và vào đây. Chả vào được. Giờ sẽ là đổi quân và chiến thắng thôi. Vào xe. Như vậy đen không muốn đổi xe. Đen đang hy vọng một điều gì đó bất ngờ, một phép màu nào đó xảy ra để giúp anh có thể lội ngược dòng ván đấu này. Lừa lừa cho tốt đẩy lên thôi, có làm gì đâu. Xuống đấy. Ok, mình bắt con tốt này.
Đen đang phải căng mình ra phòng thủ. Đổi luôn. Giờ mình sẽ đưa tượng vào đây và chiếu hết. Không thấy khác được. Sợ, ngồi lên đấy nhá. Ngồi lên đây. Rất ngoan cố. Được rồi, ăn vào tốt này là thắng. Rồi. Một sai lầm không thể nào tha thứ.